Chào mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức của Thi Thi. Chúc cho mọi người luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng Thi chúng ta khám phá một câu chuyện khá thú vị trong cuộc sống. Anh bóc vác nổi tiếng nhờ một bức ảnh. Anh nhịm nổi tiếng sau một đêm vì bức ảnh của hai cha con cách đây 10 năm trước. Nhưng mà anh từ chối mọi lời giúp đỡ và tự bóc vác kiếm tiền mua nhà rồi vùng nông thôn Điếm Giang Trùng Khánh để lên thành phố lập nghiệp vào năm 2009. Anh Nhiệm Quang Huy, 40 tuổi cùng với vợ và con trai, đã thuê một căn phòng tồi tàn nằm trong khu ổ chuột cạnh chợ bán buôn Triều Tiên Môn, thành phố Trùng Khánh. 350 ngày của một năm, Nhiệm đều có mặt tại chợ để vận chuyển hàng hóa và giao hàng, trung bình một tấn mỗi ngày. Trừ 10 ngày Tết nguyên đán chợ đóng cửa, thời gian còn lại anh đều làm việc chăm chỉ, ốm cũng không nghỉ. Hàng ngày nhiệm rời nhà vào lúc 5 giờ sáng và trở về khi đã tối muộn. Giá rét hay nóng bức, tư thế vác hàng của anh không bao giờ thay đổi. Tôi luôn cởi tràn khi vận chuyển hàng, tôi sử dụng thân thể của mình để ngăn hàng hóa không trượt khỏi người. Nhiệm nói, một kiện hàng hóa nặng nhất là hơn 100 kg, từ tầng 1 lên tầng 10, vận chuyển 10 đến 20 phút. Vào năm 2009, anh được trả 10 tệ, 32 ngàn một ngày nếu như chăm chỉ thì nhiệm cũng kiếm được hơn trăm tệ. Năm 2009, một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp lại cảnh anh Nhiệm một tay vác kiện hàng nặng trên lưng, một tay dắt theo con trai 3 tuổi bước xuống cầu thang. Bức ảnh xuất hiện đúng vào ngày của cha và được đặt tên là Điểm Tử, sau đó nổi tiếng khắp Trung Quốc. Nhiều độc giả khi đó đã bình luận đây là hình ảnh đẹp nhất về người cha mà họ biết được. Anh ấy đang cõng gia đình trên vai và dẫn theo tương lai trên tay. Một độc giả viết, Thời điểm này, nhiều người gọi bố con của anh Nhịm với cái tên Bố con người bóc vác nổi tiếng nhất Trung Quốc. Bức ảnh sau đó đã làm thay đổi phần nào cuộc đời của anh Nhịm. Nhiều người tỏ ý muốn gửi tiền để giúp đỡ cho anh, nhưng anh từ chối. Tôi có sức khỏe, tại sao lại phải xin tiền ai? Tại chợ thì Nhiệm cũng được biết đến nhiều hơn. Tiểu thương lên tục gọi cho anh chợ hàng hóa, vì vậy thu nhập cũng tăng lên. Mọi người trong chợ đều yêu mến người đàn ông này bởi vì anh rất chăm chỉ và có trách nhiệm khi làm việc. Một tiểu thương cho hay cứ hai năm một lần giúp anh già họ trần liên lạc lại với anh Diệm để xem cuộc sống của anh thay đổi như thế nào. Từ năm 2013, 2015 đến 2017 và mới nhất là 2019, anh Diệm hiện vẫn làm bóc vác, thay vì 10 tệ, anh được trả khoảng 17 tệ, tương đương cho một bát mì bò ở Trùng Khánh. Sau nhiều năm làm việc, Diệm cũng được chế cho mệnh chiếc xe vận chuyển để kéo bằng tay, Mỗi ngày tôi vẫn vận chuyển khoảng một tấn hàng hóa. Cánh năng cuộc sống vẫn luôn đè nặng trên cánh tay và bờ vai của tôi. Không có ảnh dụ nào trong câu nói này. Anh cười và nói. Gần đây chợ Triều Thiên Môn đóng cửa để có thêm thu nhập. Anh nhận làm bốc vác cho các trung tâm mua sắm lớn rảnh rỗi thì đi phù hồ. Trong 10 năm làm việc, anh đã tích cóp và mua được một căn chung cư cũ. Diện tích 60 m vuông, giá hơn 4.000 tệ. 400.000 tệ là khoảng 1,28 tỷ đồng. Mặc dù căn phòng khá tối lại không có thang máy nhưng mà nhiệm vẫn rất hài lòng bởi vì so với căn phòng đi thuê ở khu ổ chuột trước đây thì nó vẫn thoáng mát và rộng rãi hơn nhiều. Tôi đã kiếm đủ tiền và mua nhà bằng tất cả sức lực của mình. Tôi luôn tự hào bản thân không lừa dối, không lợi dụng cũng như không lấy của ai bất kỳ một xu nào. Nhiệm khẳng định. Không chỉ tự hào về căn nhà mới mua, Nhiệm còn tự hào về cậu con trai là cậu Tuấn Siêu, năm nay đã 13 tuổi, luôn đứng đầu lớp về học tập. Tôi có thể vất vả, cay đắng trong cuộc sống, đổi lại con trai tôi có tương lai tốt đẹp, nhiệm nói. Dù cột sống đã bị đau nhức sau nhiều năm, nhưng mà anh chỉ trị vật lý trị liệu trong thời gian ngắn, không muốn nằm viện dài ngày vì sợ tốn kém. Mỗi tối khi công việc xong xuôi, anh lại ngồi học bài cùng con. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của tôi. Tuấn Siêu được bố đánh giá là một cậu bé rất là ngoan, Ngoài việc học, cậu còn giúp đỡ bố trong công việc bốc vác hàng hóa. Cậu bé có thể vác trên lưng những bao hàng từ 40 đến 50 kg. Cháu chưa bao giờ cảm thấy công việc của bố thấp kém. Cháu sẽ học tập chăm chỉ, kiếm tiền để cho bố cháu được nghỉ ngơi sớm hơn. Gia đình cháu luôn tự hào vì đã cùng nhau tiến bộ, Tuấn Triều nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký để theo dõi kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin lần sau.